有梦想都巧合地呈现，茫然地夺出另一张脸，精挑细选，无用心语，觅刺激，求新鲜，温馨的接触难再现，亲切友情着意，感情着转，提来让爱闪，缘分网开了，你逃不了，情一片难改变，无欺骗，全将爱拉到身边，缘分网开了，你忘不了，情一片留相见，能走遍全心里热情爱恋。Cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi đó, bà đoán anh Thắng đã lo xong chưa? Dĩ nhiên là ba mong nó ổn rồi. Thằng Thắng có nhà, có xe, có tiền. Con Hồng mà lấy được nó, con Hồng tốt thì mọi người tốt. Mọi người tốt và gia đình sẽ càng tốt hơn. Nè, nhưng xưa nay con không cảm thấy chị Hai thích anh Thắng. Anh uống quá vài ly có khi nào làm bậy không? Dĩ nhiên không dám rồi. Thường ngày thằng Thắng nhìn thấy con Hồng y như bị thôi miên vậy. Dù cho nó có ăn gan trời nó cũng không dám đâu. Vậy không phải. Ba dặn ba ngồi đây làm gì? Quỷ lơ quỷ lắc sao còn chưa lên nhà nữa? Cha con tôi biết điều lắm, tạo chút cơ hội cho bọn trẻ mà. Hả? Cơ hội. Quỷ Hồng không biết có sao không nữa, sao im lặng gì? Quỷ Hồng à, thằng Thắng đâu? Anh ở đâu vậy? Ủa? Toilet! Hả? Không phải chứ. Làm xong lại đi tắm nữa rồi. Để em hỏi ảnh đã làm gì trước. Chị gì anh ơi? Quỷ Hồng, có chuyện gì vậy cháu? Phải rồi. Hả? Nè, mở cửa. Cô đã nói gì với con? Mở cửa đi. Chị Hai. Nè, có người tự tử. Hả? Có người tự tử. Có người tự tử vậy? Hả? Nè, sao lại như vậy? Anh chết rồi. Nè. Trời ơi, sao vậy? Hai Thắng. Có phải gì chứ anh Thắng? Thắng lại là gì vậy? Cháu không sao chứ? Hả? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Hả? Hả? Quệ Hồng à, vừa rồi tôi đúng là không có ý mạo phạm cô đâu. Hả? Hả? Trời ơi. Đừng nói nhiều nữa. Nói ngoài đi. Cháu cơ hội rồi, cháu có cần bảo vậy không? Trời ơi ba, mấy cái này đã lỗi thời lắm rồi. Tôi chán anh thiệt đó. Tôi biểu anh tỏ tình, đâu có biểu anh làm bậy đâu. Tỏ tình cái gì? À, thì đã là hai người. Ở đó mà đặt là mai mối nữa, dẫn sói vào nhà. Cô nghe tôi nói đi. Anh im đi. Tôi không có sai. Tôi mặc kệ anh thật giả. Tôi ghét nhất mấy người lén lén lúc lúc làm những chuyện bị ổi như vậy. Quỷ Hồng mà bỏ đi con, bỏ đi dù gì thằng Thắng. Già rồi còn nhiều chuyện, thân mình những lời chưa xong, còn ở đây bài trò nữa. Một người vô công đổi nghề, một người ngó ngẩn nhiều chuyện, mọi người đều vô dụng cả. Tôi mặc kệ mấy người. Chị Hai, Quỷ Hồng. Nè anh còn nói nữa. Quỷ Hồng, cô nghe tôi nói đi. Quỷ Hồng, nói nữa. Sao đấy, chữ này. Tại má chứ. Bỏ mặt anh đi. Ê, anh làm gì vậy? Quỷ Hồng, tôi biết lỗi rồi, tôi có lỗi với cô, nên bây giờ tôi tới đây xin tội vì muốn chứng tỏ thành ý của tôi, nên tôi đã đem 8 cân đông cô, 8 cân tóc tiên, 8 cân di cá, 8 cân mậu ngư thượng hạng, tóm lại món gì cũng 8, con số tốt mà. Còn nữa, ủa sao bác hả, cha vợ tương lai? Cậu ở đó làm gì? Ủa, Quang Hồng đâu? À, bác thấy nó sắp thi rồi, nên biểu nó dùng nhiều thời gian để học, bác sẽ trông thêm giùm nó. Ê, coi như là cậu biết điều á. Ê, trời ơi, vậy cũng được sao? Không có ở đây, vị cổ đâu có nhìn thấy cháu xưng tội hả? Không biết cháu có thành ý xin lỗi rồi. Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, bác thiệt phục cậu à. Vì Quệ Hồng cháu bất chấp. Nè, anh Thắng à. Trời ơi, dữ vậy sao, là nghĩ gì đi? Ở đây không có chuyện của cô, về đi. Đừng có anh sợ. Anh đó, dám làm những chuyện như vậy, cho dù bây giờ anh moi lên trái tim ra để xin lỗi con Hồng cũng vô dụng thôi. Mắc mớ gì tới cô? Anh đó, đóng kịch thì phải đóng trọn bộ, sao không ghi lương trên trán được? Cô hãy đợi đấy, tôi nhất định đợi cho Quệ Hồng tha lỗi cho tôi. Anh Thắng, anh đừng có lo lắng nha. Em giúp anh chụp mấy tấm hình đưa cho chị Hai xem, nhất định chị tha lỗi cho anh liền. Cảm ơn em. À, chụp thêm một tấm đi. Tránh ra đi. Giỏi lắm sao? Chuẩn bị.
chụp xong rồi chứ, có chuyện gì chưa? Vậy đi, cản trở người ta buôn bán à? Cô đứng đây cản trở đường phố là mất vẻ đẹp nữa đó. Cái gì? Cha vợ tương lai, cháu để lại đây nha bác. Bác nói lại với Huệ Hồng giùm cháu. Rồi. Bye bye. Ba. À phải, ba trong tiệm có quen không? Có gì mà không quen. Cửa tiệm này ba trông coi từ nhỏ tới lớn. Chụp hình à? Dạ phải, con muốn có tin tức mới đọc nên lúc nào cũng phải chụp hình. Thôi, con đi trước nha, con có hẹn rồi, bye bye. Bye bye, đừng về khuya quá nha con. Dạ biết. Hey. A Phi, sao bà đánh trễ vậy? Nè, sao trễ vậy? Xin lỗi nha. A Phi. Anh Ray, cố gắng lên. Em cố tình tới để ủng hộ anh. Anh nhất định thắng. Đi rồi, tôi sẽ cố gắng mà. Hình như bạn gái cậu rất thích thằng nhóc đó. Đừng có tệ cho họ coi. Quyết định chơi dối cho họ biết. Nè, có dám cá một bàn với tôi không? Chơi thôi mà, không cần thử thiệt như vậy chứ. Con người của tôi xưa đây làm việc rất là nhiệt tình. Cá thì cá đi. Anh Ray, anh không cần sợ ảnh. Được, tôi cá với anh. Nếu đội nào thua cuộc, người đó sẽ đại diện đội đó đi bàn tay quanh một vòng. Có ok không? Ok, bắt đầu đi. Anh Ray, giỏi lắm. Hay lắm. Đi cho tôi. Hay quá. Anh Ray, cố lên. Trời ơi, kỳ vậy? Anh không sao chứ? Có bị thương gì không vậy? Hả? Anh có sao không? Trời ơi, mấy người biết chơi bóng rổ không vậy? Nè, anh Ray, anh có sao không? Chứ không sao. Tại sao anh xô người ta té vậy? Tôi không cố ý đâu. Tôi không biết ai ở phía sau xô tôi thôi. Sao anh không nói bị ma xô? Nếu tôi cố tình làm thì tôi sẽ nhận. Không có giống như người ta nói láo đã quen rồi. Nè, tại anh nhỏ mọn thôi mà. Bỏ đi, tôi không sao đâu. Chơi tiếp đi. Trời ơi, nữa hả? Thì chịu làm kẻ xấu đi phải không? Tụi tôi đâu có ép người đâu. Phải rồi. Nè, làm không được thì đừng có làm. Tụi tôi không miễn cưỡng người khác đâu. Rồi. Tôi đã hứa, tôi nhất định phải làm. Làm trò kỹ mà cũng biết nữa sao? Anh giỏi lắm đó. Xem cũng giống mấy trò khỉ lắm. Mau lên. Anh Ray, bỏ đi, anh đừng làm nữa mà. Có gì muốn nói thì nói với người ta đi. Nói cái gì chứ, người ta đã coi mình là người xấu rồi. Tôi còn gì để nói. Tôi cũng không có gì để nói với anh hết. Rồi, xong rồi. Anh có mỏi không? Thật là ngại quá. Vì em mà anh phải mệt như vậy đó. Bỏ đi, tôi không sao. Hôm nay nếu anh không dở thủ đoạn, cũng có thể thắng tôi. Tôi hy vọng lần sau anh thắng chính đáng một chút, tôi sẽ cho anh cơ hội. Để coi sao, có những thứ mà tôi không thích, chưa chắc tôi có hứng thú dành với anh đâu. Anh Phi, lần này có chút hữu dụng. Nhìn mặt của anh lúc nãy y như là ghen với tôi vậy. Thật ra hai người mỗi người nhìn một bước,
thì đâu cần cô thử ảnh thử cô phiền phức. Không phải người nào cũng có phong độ như anh vậy đâu. Như vậy cũng tốt. Lần này tôi nhìn thấy được ảnh thật sự yêu cô. Vậy mà gọi là yêu hả? Tại sao tôi hoàn toàn không cảm nhận được? Nếu cô không thích ảnh, đâu cần nhờ tôi đóng kịch. Thật ra tôi cũng không biết bây giờ tôi đang muốn gì nữa. Thật ra có phải là tôi ngớ ngẩn đùa quá đáng lắm không? Mấy chuyện này tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ một chút. Chín giờ tối nay, đợi ở công viên kỷ niệm lần thứ 8, Ivy. Vì thằng cha cao đó cô tính sao đây? Tức là chơi mình thôi. Có phải chơi mình không? Ây, trời ơi, cứu tôi với. Apple, cô không cần chúc mừng tôi. Lần này tôi thăng chức, không phải vì tôi giỏi. Là vì ông chủ tôi biết được, tôi đã biết bí mật của ổng. Nên mới thăng chức cho tôi, tăng lương cho tôi. Để bịt miệng của tôi lại. Vậy cô nói tôi nên vui mừng hay là nên buồn đấy? Có đôi khi làm người thực sự rất là mâu thuẫn. Muốn được sinh tồn trên thế giới thương nghiệp này, hình như chỉ có một mục tiêu, chính là lên chức tăng lương. Vậy cô nói có phải ngớ ngẩn không? Nè, suốt đêm đi qua đi lại than vắng thở dài làm cái gì? Có phải tìm anh không? Dạ không, không có gì đặc biệt hỏi đâu. Tức là có chút chuyện muốn hỏi anh thôi. Nè, ngồi xuống đi. Apple, tôi phải tiếp đón thằng em. Mai mốt hãy nói tiếp. Bye bye. Sao hả? Sao? Có gì nói không? Tức là em có người bạn, nó, thằng A đi, và bạn gái nó là B. Hai đứa nó đã gây lộn, và bây giờ cô B đã hẹn anh chàng A ra, và chàng A hỏi em, nó có nên... Tôi tiểu học văn tính, là trường mình học mà, có chuyện gì đấy? Hy vọng học sinh cũ, quyên tiền sửa chữa trường học. Hê, hey, đã cũ rích rồi còn sửa chữa cái gì nữa, tháo dỡ cho xong đi, phải không? Ồ, nó đâu rồi? Anh có nghe em nói sao anh hay? Dĩ nhiên rồi. Anh chàng A là em chứ ấy. Cô gái nào hẹn em đi chơi vậy? Anh... Quế Lan hả? Dạ phải. Nhìn mặt em không muốn đi rồi. Thì đừng có đi. Nhưng không phải đâu. Nếu em muốn đi thì sao? Không phải chứ. Dạ phải. Em thật lòng yêu nó à? Còn chút xíu tình cảm thôi. Suy nghĩ kỹ đi nhóc con. Nhỏ đó rất là kỳ lạ, miệng mồm nó lanh chanh. Hả? Gì chứ? Mắt có thì cứ láo liên, đầu nhọn trán hẹp, miệng dữ dằn. Không lo học hành gì, chỉ lo quen bạn trai thôi. Em quen với nó chắc chắn là hạ thấp danh dự đó em à. Anh biết cái gì chứ, anh lại chê người ta vậy. Anh cứ biết cổ có nhiều ưu điểm lắm không? Học hành thì giỏi, thể thao cũng giỏi, là có nụ cười dễ thương. Mắt có thì to to. Không cần nói nữa, nếu cổ có nhiều ưu điểm vậy em sẽ không trở mặt đúng không? Nè, đừng nói là anh hay không bỏ tiền vào túi em. Không phải là anh nói xấu cổ. Chính mắt anh nhìn thấy ha. Cổ đi chung với một cậu thanh niên cao cao, ốm ốm. Em cũng nói được là hắn rồi. Hắn đang đeo đuổi Ivy đó. Nhất định đúng rồi. Em cũng biết có người đang đeo đuổi cổ. Vậy em còn đâm đầu vào làm gì? Đừng có thèm đi nữa. Cho dù em có tới, có thể bị người ta giật trỏ bất cứ lúc nào em đâu còn chỗ đứng. Em nhìn thấy người ta nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ thì em vui à. Em thích coi mấy thứ này hả? Đừng có đi. Đủ rồi, anh hai à, anh không cần nói nữa. Nè, anh hỏi, em đi đâu vậy? Thừa thải quá đi. Nè, đi đâu vậy? Đúng là cái thằng quỷ sứ dụ mình vào chồng. Nếu em không nghe anh khuyên thì đừng có gạt tình cảm của anh chứ. Ai Phi? Hà Nam. Tại sao anh lại ở đây vậy? Sorry, cuộc hẹn với tính đó là tôi nhập cho cô và Hậu Năm. Tôi định cho hai người cơ hội để ngồi xuống nói rõ với nhau. Nhưng cuối cùng anh không hề tới. Tại sao phải làm như vậy chứ? Anh Năm không tới thì thôi đi. Tôi
Tôi chỉ muốn hai người không tiếp tục tình với nhau. Cô không cảm thấy nếu tiếp tục chỉ tổ uổng công à? Thật ra tình cảm của tôi đối với anh Nam cũng chưa sâu đậm lắm. Tại vì chuyện trước kia tôi từng gặp ảnh nên tôi có lẽ muốn bù đắp cho ảnh thôi mà. Thật ra tôi cũng không biết có phải mình yêu ảnh thật không. Cô nghĩ như vậy à? Nếu không nghĩ như vậy, tôi có thể làm gì được? Thực chất anh không hề xem trọng tôi. Tôi sẽ không quan tâm đến con người này nữa đâu. Ai Phi, tôi không muốn đóng kịch nữa đâu. Đâu cần phải đóng nữa, đóng cô vô dụng thôi mà. Ý tôi nói không muốn giả bạn trai của cô nữa. Thật ra từ trước tôi rất yêu mến cô. Tôi cứ tưởng cô yêu Hạo Nam nên từ đó không dám nói ra. Và bây giờ tôi đã biết cô không còn yêu anh nữa. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cho tôi một cơ hội đi. Tin gì đây? Dạ trước đó anh biểu tôi cả điện thoại của hai người đó. Bây giờ có tin rồi. Thật hả? Vừa rồi tôi ở ngoài nhận được một cuộc điện thoại do nhà hàng Lôi Thạch gọi đến. Thì ra cô Mo đã đặt sẵn hai chỗ tối nay. Bây giờ nhà hàng gọi tới là để hỏi kỹ cổ tối nay có tới thật không. Nhất định đã hẹn với Giang Phụ đi ăn tối. Ê, cái gì mà Giang Phụ? Khó nghe chưa chắc là vậy mà. Nè, bây giờ ảnh đánh chết cũng không có nhận là có gian tình với cô Mo. Tối nay chúng ta quyết định tới phục kích. Có lẽ họ bàn chuyện làm ăn có chừng chưa quá làm lớn chuyện đó. Không cần nói nhiều. Tối nay quyết định kéo cả lũ đi. Vậy có thể biết rõ chân tướng rồi. Nè. Tới lúc đó, chúng ta bắt Giang tại trận. Ha. Lúc đó nhân chứng vật chứng ngày mai có bố thiên hạ. Lúc đó coi tình phao đó có bị lật tẩy không? Anh Phong. Anh sợ sao chi vậy? Anh Phong à, Lưu Niệm Nguy rồi. Cô cũng biết Nguy rồi sao? Tháng này khách mới của cô một tay cũng đếm hết nữa đó. Chỉ làm khách riêng không ổn đâu. Phải tìm khách mới được chứ. Đừng có ham chơi quá có được không? Nếu không tôi không thể tiếp tục giúp à. Trời ơi, người ta không chú tâm làm gì cũng là vì anh thôi mà. Anh đó, từ khi quen người đàn bà đó đến giờ, tối ngày sẽ la người ta hoài. Ngồi xuống đi. Không chịu. Dạ. Không biết mấy người làm cái gì nữa. Tôi và cô Mon thực sự không có gì. Anh cứ giả bộ nữa. Nè, tối nay á, cô Mon đã đặt bàn ở nhà hàng Lôi Thạch. Tất cả mọi người đều biết anh với cổ đi ăn tối rồi. Cổ đã tan sở từ sớm rồi, liên quan gì đến tôi? Anh đừng tưởng rằng một kẻ đi trước một kẻ đi sau thì không ai biết à nha. Lượm được vàng và cả đám người từ sớm đã phục kích anh ở đó rồi. Gì ghê vậy? Người ta cố tình tới đây thông báo cho anh biết. Ai ngờ anh còn lớn tiếng chửi người ta nữa. Em ghét anh lắm. Ghét anh lắm. Nghe điện thoại đi xem. Thì ra anh có âm mưu từ trước à? Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau 2 năm. Là lễ lớn mà. Tặng cho em nè. Đẹp quá. Cảm ơn anh. Nè, hôm nay rất đáng được ăn mừng. Luôn cả điện thoại di động anh cũng tắt luôn. Bảo đảm không ai quấy nhiễu được chúng ta. Nè, cạn đi. Cạn. Thưa ông, xin hỏi mấy chỗ? 3 chỗ. Không cần. Chúng tôi tới tìm bạn. Không phải, tới Bắc Giang á. Nè, đâu vậy? Sao không thấy vậy? Anh tỏ sát như vậy không lý nào chúng ta không nhìn thấy chứ. Có phải vào giờ này không? Anh muốn đi toilet một chút. Buông tay ra chỗ. Trời ơi, anh dạy được nha. Mấy người tới đây làm cái gì? Tại sao anh ở đây? Anh ở trọng mới phải chứ. Không phải cô Bon hại với cậu sao? Nè, vào trọng coi thử thì biết ngay.
Đừng có vào trống, cô muốn chết hả? Lúc nào cũng giỡn lựa ngay hôm nay giỡn. Đồ giỡn cũng lựa ngày sao? Tóm lại chú cứ mặc kệ đi. Tóm lại ba người đừng có vào trống. Đi thôi, tới chỗ khác ăn tối đi. Ăn bao nhiêu tôi trả. Không cho tôi biết, tôi càng muốn biết. Ý trời, buông tay ra. Hello. Tôi biết tại sao tôi tới đây không? Tại tháng này các anh không có đơn đặt hàng. Ông Trần mời tôi tới ăn cơm để chửi, bảo của môn đặt bàn, về đi. Quỳ to rồi, rút thôi. Phải rồi, sao không lo chuồn đi? Phải rồi. Đúng ra hồi nãy tôi định ăn cơm ở đây. Ai ngờ đúng lúc anh và Common cũng ăn ở đây. Cũng may là tôi đuổi khéo họ được. Nếu không để họ nhìn thấy thì công ty sẽ rắc rối. Vì tốt rồi, phản ứng cũng nhanh lắm. Coi như là tôi không nhìn lầm anh. Nhận tiền của người ta thì phải gánh họa giùm. Anh đã tăng chức này cho tôi, dĩ nhiên tôi phải làm chút việc, phải không? Cho nên tôi đã nói là anh ổn mà. Phải rồi, anh sắp về rồi phải không? Tôi về liền. Nè, anh cần tiền lẻ không? Không cần, tôi có tiền lẻ mà. Cảm ơn ông chủ nha. Có tiền có tốt không? Ít ra mua được thể diện. Thì ra thật sự ở đây. Ủa, Helen, sao em lại tới đây vậy? Dĩ nhiên không muốn em tới đây rồi. Helen à, chị đừng hiểu lầm mà. Hiểu lầm? Thì ra hai người đã quen nhau tới 2 năm rồi. Anh xem, thật sự anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa. Em nói cái gì vậy? Chiếc bánh kem này là do bạn trai của cô Ngon tặng cho cổ mà. Anh vừa mới đi khỏi thôi. Là của bạn trai cô tặng à? Có thật không đó? Về được kìa. Hello, bà Trần, đông đủ quá vậy? Anh là bạn trai của cô Mon hả? Đúng vậy. Đã nói đừng có chơi trò yêu nhau lén lút, bị người ta biết được còn quê hơn. Bà Trần à, chuyện là gì? Tôi và em Mon á, thật ra quen với nhau 2 năm rồi. Nhưng mà ở trong công ty thì không tiện ra mặt, ảnh hưởng công việc mà, phải không? Phải rồi, cặp bồ với nhau là chuyện nhỏ thôi. Về nữa đây để làm gì? Vừa rồi thì tất cả đều lỗi tại tôi, không liên quan đến ông Trần. Vừa rồi tôi với ông Trần cùng với ông Đài Loan đi bàn chuyện làm ăn, đã bàn xong rồi, sắp sửa ký hợp đồng. Giờ hôm nay thì đúng lúc sinh nhật của em Mon, tôi phải vội vã tới đây để ăn mừng với cũ, cho nên bỏ ông Trần lại một mình nói chuyện với ông Đài Loan. Và tôi cũng quên bàn giao lại, nên mới khiến cho ông Trần lúng ta lúng túng tới đây tìm tôi để mà bàn chuyện ký hợp đồng của chúng tôi. Không có gì đâu, cho nên mới đúng lúc anh gặp cô Mon thôi. Phải, em đừng có đa nghi quá mà. Đúng lúc vậy sao? Mon à, chiếc bánh kem này á, anh cố tình đặt làm để ăn mừng chúng ta quen nhau được 2 năm. Em có thích không? Hả? Em nhìn kìa, chúng ta đi thôi, đừng có làm kỳ đà nữa. Bà Trần về à? Thật ngại quá, hai người từ từ ăn nha. Nè, ngồi xuống cùng ăn chứ. Anh đây tì. Cô tưởng tôi muốn lắm sao? Có phải muốn lộ chuyện không? Chạy ra ngoài nói cho họ đi. Ủa, Helen, em tại sao biết anh ở đây vậy? Điện thoại di động của anh không gọi được, nên mới gọi điện cho Emily thư ký của anh. Thế sao cô ta biết anh ở đây? Cô nói không biết anh đi đâu. Nghe nói cô Mon trợ lý của anh đặt bàn ở đây rồi, có lẽ tới đây bàn chuyện làm ăn với anh mà. Không phải em nghi ngờ anh và cô Mon chứ? Không biết à, hai người ngày đêm gặp mặt, có lẽ cũng có khả năng lắm. Em đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Đúng lúc điện thoại của anh hết pin, em đã nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Đi thôi. Tôi về. Tại sao anh phải làm chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ? Cô tưởng là tôi thích lắm sao?
khi không biểu tôi đỡ đạn một cú nặng như vậy. Bây giờ còn nghẹt trên cổ họng không lên không xuống đây nè. Anh tự cho mình là thông minh, thật ra chỉ là một tên nịnh bợ cao cấp thôi. Đúng vậy á, tôi là thằng nịnh bợ đó. Nhưng mà tôi còn nhân cách, dù gì cũng tốt hơn cô làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Anh nói gì vậy? Tôi nói cô đó, cô tự soi kiến đi, mặt mũi sáng sủa, có tay có chân, biết đi biết chạy, sao phải cam tâm làm tình nhân của người ta? Anh tốt lắm mà, anh chỉ là một con chó, anh đang giúp người ta làm trò khỉ, tiểu nhân. Tôi có nói cho cô biết tôi là người tốt sao? Tôi là tên nịnh bợ, cô đi làm cho tôi coi. Dù sao thì cũng tốt hơn cô làm vợ bé của người ta. Cô tưởng vợ của người ta tặng ông chồng cho cô sao? Cuối cùng cũng trở về bên vợ. Tôi rẻ tiền đến đâu cũng không bằng cô. Đủ rồi. Mời vào. Môn. Thật là ngại quá. Tối hôm qua... Tối qua cũng tốt lắm. Em có nhiều việc phải làm. Có gì ông Cát nói. Môn à, đừng vậy mà. Anh đừng làm phiền tôi có được không vậy? Được rồi. Vậy anh ra ngoài. Anh có rảnh trò chuyện không? Apple, không phải cô đang làm sao? Bây giờ tôi buồn lắm. Người đàn ông bên cạnh tôi làm cho tôi chán nản quá. Tôi cũng đâu có tốt hơn cô bao nhiêu. Vì công việc này vẫn cứ phải bán đứng mình. Có lẽ là vậy. Nhưng mà luôn cả người thân nhất bên cạnh mình vì muốn bảo vệ chính mình vẫn có thể bán đứng như thường. Đành chịu thôi. Bước ra xã hội làm việc, người nào cũng đeo chiếc mặt nạ. Cho nên chúng ta không gặp nhau thì có thể nói thật lòng. Nên tôi rất hoài niệm thời tôi còn học trung học. Cùng với các bạn mình nói chuyện không hề dày dặn. Có lẽ không vì lợi ích mà xung đột. Cho nên cho dù tình cảm lúc đó ấu trĩ tới đâu, nhưng tôi nghĩ đó là chân thật. Vậy cũng phải. Nhưng đã nhiều năm nay tôi cũng không ghé thăm ngôi trường thời tiểu học. Không biết bây giờ thay đổi ra sao. Trường tiểu học của tôi ở dưới quê. Nhưng tôi nghĩ bây giờ đã táo dở rồi. Còn anh, anh học tiểu học ở trường nào vậy? Ở gần khu tôi ở, chỉ có mỗi trường văn tính, không phải là trường danh tiếng gì đâu. Mấy hôm trước á, trường có lên mạng khuyến khích các học sinh quyên tiền để tu sửa, nhưng mà tôi nghĩ mình không hơi đâu để ý. Anh làm vậy á thì không đúng rồi. Dù gì á thì ngôi trường đó cũng là nơi bồi đắp anh trưởng thành mà. Anh cứ trở về đó thăm trường đi. Tôi chắc rằng anh sẽ thấy thân thiện lắm. Có lẽ là vậy. Nhưng mà đầu óc của tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao mà lên chức tăng lương thôi. Mấy cái chuyện này xưa nay tôi chưa hề nghĩ tới. Hay là anh trở về chơi đi. Tôi thì khác với anh. Nếu như mà tôi trở về quê á, nhất định bị người ta nói xấu. Tôi thật sự rất muốn trở về thăm trường cũ. Chắc là sẽ có cơ hội mà. À, vừa rồi cô nói là không vui phải không? Tôi có thể giúp được gì cho cô? À, hay là vậy đi. Tôi hát một bài hát tặng cho cô nghe nha. Trời sân lâm bò duyên, nhẹ sáng xì tò mò siêu yêu. Chẳng ngôi đếch phẳng yêu, vì trời sân lâm bò. Hay lắm, bài hát cũng như vậy mà vẫn còn nhớ. Lợi hại. Sau khi nói chuyện với anh xong á, tôi cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Thôi được rồi, tôi không phiền anh nữa. Lần sau mình nói chuyện tiếp nha. Bye bye. Anh giúp tôi tô hai phần đi. Dạ được. Còn nữa, hồ sơ công ty Lý Đức để đâu vậy? À, ở bên kia kìa, để tôi lấy giùm cho. À, tôi tự lấy được rồi. Cũng được.
Qua đơn tính tiền bữa cơm hôm qua của cô đi, tổng cộng 3.200. Làm phiền cô thanh toán lại giùm tôi. Ăn xong phải trả tiền chứ. Anh đi tìm ông Trần đòi đi. Anh thích bám theo ổng lắm mà. Tôi chưa thấy ai ăn nói ngang ngược như vậy. Lâu rồi không về đây. Đúng ra đã cũ đi nhiều rồi. Chào anh. Ngoan. Chào anh, chào anh. Ngoan. Chào anh. Ngoan. Chào anh. Ngoan rồi. Anh à, giúp em mua một vé hát đi, 20 đồng một tờ, quyên góp cho trường học đó. Để coi. 20 đồng một tờ hả? Vậy cho anh hai sắp đi. Tất cả 500 đồng. Ê trời, tính toán mau vậy. Thần đồng toán học hả? Nè, 500. Cảm ơn em. Cảm ơn anh nhiều. À, hình của năm 79 cũng còn ở đây sao? Các sư đệ bây giờ đúng là thông minh hơn thời của mình nhiều. Thôi, còn có hình của mình không? Ủa? Người này là hiệu trưởng Dương mà. Đúng rồi. Cậu là... Hiệu trưởng Dương. Cô khỏe không? Cô có nhận ra em không? Lương Ân Đông. Hả? Năm ngoái em mới vừa tốt nghiệp mà. Đã lớn vậy rồi à? Dạ không phải đâu cô Dương. Em tên là Quách Hạo Đông. Em đã tốt nghiệp mười mấy năm rồi. Vậy sao? Dạ. Cô cũng không nhớ nữa. Em coi thử chỗ này, người nào là em vậy? Có hình ở đây không? Hả? Trước kia mặt của em ra sao vậy? Trước kia em cao cao ốm ốm, da đen và rắn chắc. Ê cha, hèn gì cô không nhận ra em. Dạ phải, cô không nhận ra cũng đúng thôi. Nè, Lương Ân Đông à. Hả? Nè nè nè, cô bé mập này nè. Trước kia hả, giỏi lắm nha, tham gia lớp kịch nói nữa. Còn được giải nhất nữa đó. Dạ. Nè, em đó cũng vừa mới tới đây thôi. Vậy à? Nhưng mà bây giờ ốm hơn trước nhiều. Ôi trời ơi, tội nghiệp quá. À, kìa. Cô đại hội chuyện này đứng ở bên kia kìa, đó. Chúng tôi sẽ bắt đầu vào 2 tuần nữa thôi đó. Cổ, chính là cổ hả? À, đúng rồi. Nè, cô bé mập à, tới đây, qua đây, qua đây. Ủa, hiệu trưởng Dương cô kìa, tôi dám làm phiền hai người. Dạ. Hiệu trưởng Dương. Cô bé mập, bộ cô cũng từng học ở đây hả? Trái biết đâu. Liên quan gì tới ông? Bộ hai người quen nhau hả? Vậy hai em từ từ nói chuyện nha. Dạ. Để cô lấy 2 cuốn dạ, bắt được cho hai trưởng. Em. Dạ, cảm ơn hiệu trưởng. Dạ, cô đi từ từ. Có gì đáng cười đâu. Thôi không ngờ chúng ta là bạn học cùng trường. Thế giới này thiệt là nhỏ bé quá ha. Có gì nhỏ đâu. Thời đó, những người ở đây á, ai mà không tới trường này học chứ. Dạ, cũng phải. Sao tốt bụng vậy? Về thăm trường cũ quyên tiền à? Vì cơ bản á, tôi vẫn là người có lòng hảo tâm. Nè, cô tốt nghiệp năm nào vậy? Để nhìn mặt cô cũng độ tuổi của tôi. Sao tôi cảm thấy là cô không từng học ở đây? Tôi học cũng được bao lâu thì nghỉ rồi. Tại sao không học vậy? Tại sao phải nói cho anh biết chứ? Anh đừng học kim tiền nhất nhiều chuyện có được không vậy? Thì nói ra nghe chơi có chết ai đâu. Tôi quên rồi. Lại học hiệu trưởng Dương nói quên rồi. Ê, tôi quên rồi. Tôi về nha. Nè, cô bé mập. Ê, cô bé mập. Ủa? Cô bé dạ, hiệu trưởng Dương. Dạ phải, cô đã phóng về như mũi tên á. Vậy cũng báo trường tính sao đây? Dạ. Em thân với cổ lắm. Hay là em giúp cô đưa cho cổ đi. Dạ. Cảm ơn em nha, Lương Ân Đông. Dạ không có gì, hả? Nè, làm gì đi mau vậy? Cô cương quyết không chịu nói cô tốt nghiệp năm nào. Sợ tôi biết cô bao nhiêu tuổi hả? Anh đừng có rảnh rỗi quá mà. Hả? Rảnh rỗi? Tôi... Quay không? Sao càng gọi cô càng đi vậy? Nè, tôi biết đâu. Sao thấy quay không quay vậy? Gì đây, tôi biết. Đây là đường phố mà anh cũng đi theo hai của tôi vậy? Ơi, đừng có cãi nữa mà. Có chuyện gì? Tôi có cái này tặng cho cô. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, chị về. Để con khiên cho. Nhân à? Dạ. Má nhìn thấy con bây giờ nên người như vậy má đã yên tâm lắm rồi. Cũng đã đến lúc làm lại những gì mà một người cha nên làm. Cũng may năm xưa làm một chuyện tốt. Nếu như gia đình này mà không có Huệ Hồng, gia đình ta không biết có chống đỡ được đến ngày hôm nay. Nè, 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 con nhắc mấy chuyện này để làm gì chứ? Con đã hứa với má con Hồng không nói lại rồi mà. Dạ phải, con đã từng lập thề không được nói ra. Hôm nay cam ngon quá ha. Dạ phải. Anh Nhân, tại sao về đây rồi cũng không tìm đám anh em tụi này chứ?
Anh Long à, sao đúng lúc vậy? Không phải đúng lúc. Có một đường dây tốt, tôi cố tình tới tìm anh đó. Trước kia anh đã từng đi tuyến đường Thái mà. Anh Long à, anh không phải nói chơi chứ. Bây giờ tôi già rồi, lâu rồi không chạy, bộ xương già đã không còn nghe lời. Bây giờ là thế giới của bọn trẻ. Tôi đã không lo chuyện của giang hồ lâu rồi. Nè, anh Nhân à, sao anh nói mấy chuyện xui xẻo này với tôi chứ? Để mà tôi ra ngoài uống ly nước đi ha. Có gì không ổn thì nói cho ổn đi ha. Anh Long mà không được đâu. Tôi chỉ một mình phải giúp gia đình trong tiệm. Nè, anh đừng có quậy phá ở tiệm của tôi nghe. Con trai của tôi á, láng tử quay đầu không còn làm mấy chuyện đó nữa. Nè, anh không để mặt tôi, tôi không có để mặt anh đâu nghe chưa. Anh Long mà, anh đừng có ép tôi mà. Tôi đã thực sự là thao vàng rửa tay. Bây giờ tôi thực sự là trên có mẹ già mà dưới có ba đứa con. Hiếm lắm mà cả nhà mới tha lỗi cho tôi. Người này có phải là mẹ của anh không? Nhìn mặt của bà chắc không còn sống được bao lâu nữa. Mày nói cái gì vậy? Nói bà đó chứ nói ai. Anh Long à, đốt giận cái bà. Thằng đám mất kiến đen à, biết khu chợ này do tao coi ông muốn quậy hả mày? Nè, đừng có nóng giận mà. Họ là ai vậy? Nó là con của anh hả? Có hơi ốm một chút, nhưng biểu nó đứng đường cũng đáng vài đồng tiền đó. Nè, ông nói cái gì đó? Có tin tôi báo cảnh sát không? Mày đừng có nhiều chuyện nghe chưa. Anh Long à, tôi không trở về con đường cũ đâu. Muốn quậy anh cứ quậy tôi, đừng quậy người nhà tôi. Phải rồi, giờ mày muốn gì vậy? Giỏi lắm. Tha giỡn cái gì hả? Tao giỏi hơn rồi mày. Thắng à. Trời ơi, Trời ơi. Có sao không? Không sao mà. Mày đẩy mà đổ tao hả? Đi qua chuyện tới tao chứ. Đẩy mày thôi. Mày đổ thơ hả? Không cho mày có một chút lợi hại mày chưa có sợ phải không? Thấy chưa? Tôi bỏ tao đã. Thôi, rút lui đi. Mày sợ hả? Tôi biết, tay của anh kìa. Chứ sao? Cảm ơn cô y tá. Ngồi một lát đi, chờ tôi lấy thuốc. Dạ, được rồi. Sao rồi? Không, chờ lấy thuốc về là được rồi. Đâu có gì đâu. Có tới chút thôi mà. Nói à, nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi đi mà xuống. Được rồi. Sao rồi, bác sĩ nói sao? Không sao đâu. Bác sĩ nói nội không có sao cả, chỉ bị đụng trúng cột sống chút thôi. Cái gì? Bây giờ nội không lo gì hết á. Sợ nhất là không biết con người xấu đó có tới quậy phá nữa hay không. Nè, nội đừng có sợ, có Dương An Thắng ở đây. Cháu quyết định giúp đỡ gia đình mà. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà, phải không? Lần sau đừng làm vậy nữa. Nhìn anh kìa, chưa đánh nhau với người ta đã làm tay mình chảy máu tùm lum rồi à. Anh làm việc á, đừng có nóng nảy, phải suy nghĩ chứ. Ê, nhưng mà tôi có động não nữa, nếu không sao đuổi được bọn người dữ dằn đó. Trời ơi, thằng Thắng cũng không chê vào đâu được á. Nó chỉ vì muốn giúp chúng ta thôi mà. Quá thật nó đã giúp nhà họ Trang chúng ta không ít đâu. Phải, con biết là ảnh từng giúp chúng ta. Nhưng mà anh cũng phải biết lo cho ảnh chứ, phải không nội? Nội biết đó, phải. Bây giờ xã hội đen á, không có nhân tính đâu mà. Nếu như ảnh thật sự có chuyện gì á, con ăn ăn suốt đời luôn á. Trời, có gì đâu, vì cô không sợ đối đầu với thế lực xấu. Hey, thế lực xấu thì đúng rồi, để dành cho cảnh sát làm. Chúng ta có nộp thuế cho họ mà. Đó, khúc đường gần đây thôi đó. Tất cả đều bị bọn thế lực xấu chiếm hết. Tôi tìm hoài cũng không tìm được chỗ. Vậy tính sao? Thật là khốn kiếp, sớm muộn gì tôi cũng khiếu nại bọn cảnh sát thiệt tình. Anh sao rồi? Ta không sao chứ? Không sao. Không sao thì về thôi. Không thôi thì kẹt xe bây giờ. Lấy thuốc xong về liền. Mau lên đi. Còn ra đây một lát, ba có chuyện muốn nói với con. Dạ được. Nội không sao chứ? Có sao đâu. Không bị trúng cột sống chứ? Hồi nãy anh không thấy quệ hồn lo lắng cho tôi dễ sợ luôn. Vậy sao? Nghĩa là chịu ta lỗi rồi. Vậy tôi chúc mừng anh. Chuyện gì? Quệ hồn à? Tất cả đều tại ba nên mới gây ra chuyện. Ba xin lỗi con. Ê! Phải, bọn người nãy là ai vậy? Hay là mình báo cảnh sát đi? Thôi đừng, con báo cảnh sát còn phiền hơn. Ba nghĩ họ không tới nữa đâu. Cũng tại ba không tốt, lôi kéo bọn người xấu về. Ba đừng nói vậy mà. Tại bọn người đó bám chặt ba không chịu buông thôi. Con biết bây giờ ba chịu sửa đổi rồi. Con yên tâm đi, ba tuyệt đối không có quay về con đường cũ đâu. Nhưng nói ra mới nói, thật ra con người của thằng Thắng không thể chơi vào đâu được. Trời ơi, ba nói con mỏi miệng nhưng mà con nghe nhàm rồi. Tại ba nóng ruột, con chưa tìm được chỗ gửi gắm. Ba yên tâm đi, tự con biết suy nghĩ rồi mà. Bây giờ con học ban đêm, lại phải lo tìm trái cây. Tạm thời chưa nghĩ tới mấy chuyện này. Ba đã nói tìm trái cây có ba trông coi rồi, con không cần bận tâm. Ủa chào ba. Vậy hai, bà nội sao rồi? Bà nội không sao, còn anh Thắng á, bị trầy tay thôi mà. Không có sao đâu, chờ lấy thuốc thôi. Lấy thuốc xong có thể về nhà. Ủa Diễn à, ba có chút chuyện muốn bàn với con. Hay là cho con mình ra ngoài uống nước.
Dạ được. Vậy ba và em đi đi, con chờ bà nội rồi về luôn. Dù gì tên biết đâu có xe, con kêu anh chở cũng được. Cũng được, nè cho con mình đi. Ừ. Xốp trái cây hả? Đúng vậy á. Bây giờ làm ăn gì à, cũng là nhỏ quá không làm được. Nè, giống như ở trong siêu thị vậy, mấy căn nhỏ dẹp tiệm một căn á, rồi một căn tiệm trái cây của chúng ta cứ việc học người ta khuếch trương lên. Khuếch trương lên, đi đâu kiếm tiền đây? Chỉ của chúng ta dĩ nhiên không được. Bà quen biết thiếu gì người, mấy người hùng lại thì được rồi. Tiệm trái cây là tiệm của nhà mình mà, đem thế chấp ngân hàng ít ra cũng được vài triệu. Một vài triệu. Căn tiệm không những do nội đứng tên, còn nữa, người nắm quyền lại là chị hai đó. Bà nội đã nói, tiệm trái cây nhà mình sau này là của hồi môn của chị hai đó. Để cho nó hả? Nó có tư cách gì? Tại sao lại không có tư cách? À, dù gì nó cũng là con gái mà, cho thì cũng nên cho con chứ. Dù gì con cũng là cháu đích tôn của nhà Hổ Trang, sớm muộn gì nó cũng đi lấy chồng, có phải không? Đâu lý nào tiệm trái cây lại đưa cho người ngoại tộc hưởng. Cũng có lý. Không lý nào để cho bên chồng chị hưởng. Để đúng. Cảm ơn anh. Không cần. Đâu phải tôi chở, chiếc xe chở mà. Dù gì cũng tới, lên trên ngồi chơi. Dạ thôi đi, cháu còn công việc phải làm. Lần sau đi. Phải rồi nữa à, đừng phiền người ta mà. Vậy mai mốt rảnh lên chơi nghe. Dạ dạ dạ. Bye bye. Bye bye. Ê trời ơi, báo trường nữa. Tên bí đao đó cũng tốt bụng nhiệt tình quá ta. Nè, trước kia còn với nó như là đảo lộn xương cốt mà tại sao bây giờ thân với người ta quá vậy? Ai hồi đầu thân với anh chứ? Đất xấu không ai cày, cày rồi thì có người giành. Bây giờ có phải nó đang đeo đuổi con không? Dĩ nhiên là không rồi, bạn bè tôi. Trước kia ảnh đáng ghét lắm mà, bây giờ thì đỡ rồi, cho nên mới kết bạn. Nè, nội đừng rêu rao với người ta khắp nơi nha. Alo. Vậy sao, tôi quên lấy à? Được rồi, tôi xuống liền. Chuyện gì? Chứ xuống lấy đồ. Hỏi cô học năm nào nàng nạc không chịu nói. Sợ tôi biết có bao nhiêu tuổi chứ gì. Có báo trường làm sao sót cô được. Năm 77 để coi thử. Năm 77 không có. Lớp 2 năm 78. Cái cô bé mập này còn không phải cô nữa. Tai mắt mũi miệng y như khuôn. Năm 78 không đúng. 78 đúng. Năm 78 8 tuổi. 79 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Sao kỳ lạ vậy nè? Làm ơn trả công báo cho tôi. Trả cho cô cũng được. Cô trả lời tôi một câu hỏi trước đi. Có phải vào năm 78 cô học lớp 2 không? Liên quan gì tới anh đừng có làm Kim Điền Nhất được không vậy? Thế, Kim Điền Đông này có một phát hiện trọng đại. Tại sao tên trong cuốn báo tường này in tên là Lưu Huệ Hồng, không phải là Trang Huệ Hồng vậy? À, thiệt kỳ lạ nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.